POV tôi và em nghĩa trong rạp xem Madam Web. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mì Siêu Tim Cật, nơi mà chúng tôi review phim thật. Tết này có rất nhiều phim ra rạp từ Hollywood đến anime và kể cả phim Việt Nam. Chúng tôi chỉ chờ có thế lên ngay cho các bạn một clip review toàn bộ phim Tết. Trong clip trước thì chúng tôi đã nói về Mai và Spy X Family. Trong video này thì cũng sẽ là hai bộ phim nổi không kém là Madam Web và Gặp Lại Chị Bầu. Và với một bộ phim Marvel cộng thêm một bộ phim Việt thì dĩ nhiên đồng hành với tôi vẫn là em Xe, kẻ hủy diệt phim Việt DC Con. Chúng ta sẽ nói về Madam Web trước đi. Đây là bộ phim tiếp theo của Sony về một nhân vật trong vũ trụ người nhện của cái hãng này. Những phim trước đó của vũ trụ này thì có Venom 1-2 này, Morbius này, và bây giờ là Madam Web. Anh vừa kể cái vũ trụ đấy ra là biết ngay cái phim này thế nào luôn. Không phải không ung thư thì chắc cũng sida ra đoạn cuối. Chung vũ trụ với Morbius thì... Ngay từ cái trailer nhìn mà thôi là đã biết là phim này không hay được, đúng không? Madam Web thì nó cũng liên quan đến người nhện, cũng có từ web đi, cũng có nữ người nhện đi, gọi là hút được một chút khán giả. Nhưng mà anh cảm giác nhá, là như anh chẳng hạn là anh chẳng quan tâm ấy. Cái vấn đề của Madam Web ấy thì em nghĩ là chắc là vì nó ra mắt năm 2024 đấy. Tại vì nếu mà nó ra mắt năm 90 thế kỷ trước thì có khi nó mới hay đấy, có giá trị xem lại. Chắc là nó hỏi như Superman, thậm chí là huyền thoại. Thì cái phim này ấy, nhìn như hạch thì ai cũng biết rồi. Nhưng em nghĩ là lý do lớn thì cũng do là cái hiệu ứng của siêu anh hùng rồi nó cũng suy tàn rồi. Kiểu khán giả đang cực kỳ chán với siêu anh hùng rồi thì nó lại tung ra một quả phim nó còn chán hơn. Tự dưng làm cái phim mà kiểu đã không làm tốt hơn thì thôi, nó còn làm tệ hơn. Mà công nhận là phim siêu anh hùng thì đang chết rồi. Đã chết rồi. Nhưng mà có để ý nhé, là mấy cái tên kiểu Marvel bây giờ nghe nó nhẹ tênh, không còn trọng lượng không? Thậm chí Marvel bây giờ có khi thua ở phim Trấn Thành. Có khi thua thật. Có khi thua thật. Bố mấy trăm tỷ. Thế Việt Nam về phim này chắc trong bố mới bố được 1 tỷ. Thì đúng là Marvel có sở chân. Nhưng mà thực ra là vẫn còn được một tí, cũng gọi là đang hấp hối thôi. Hấp hối đúng không? Vẫn có một số lượng người xem vẫn đông, em đi xem là vẫn thấy đông. Thậm chí có cả người lớn tuổi. Có cả khi phải 40. Chắc họ vào ngủ à? Kiểu chắc cũng phải fan cứng Marvel. Nhưng mà biết cái gì không người xem không? Cái gì? DC ở này. Không, đúng, DC, không ai xem. Quay lại với phim thì Madam Web là một nhân vật có nổi tiếng trong comic này, liên quan trực tiếp đến người nhện này. Tuy nhiên là với khán giả đại chúng, với non fan thì gần như là không biết gì về cái bà đồng tư này cả. Mà để mà triển khai được câu chuyện về Madam Web thì sẽ khá là khó khăn. Mà anh thấy nó sẽ là một cái canh bạc không khác gì Morbius. Em thấy kiểu Sony đã bị thừa tiền ấy. Nhưng mà làm phim riêng cho từng nhân vật liên quan đến người nhện, mà kể cả là phản diện đi nữa, thì nó cũng hơi quá ấy. Đúng. Thì bây giờ nhá, em nói anh nhá, anh lựa chọn giữa việc xem người nhện đánh nhau với Morbius hay là anh xem Morbius đánh nhau với Batman, hay là không xem cả hai? Bây giờ nhá, nói thật là tao chán xem siêu anh hùng rồi. Kể cả Batman, cái phim Batman của Robert Pattinson ấy, phim đấy tao xem tao thực sự đã hơi ngủ gì ấy. Phim này hơi chính kịch mà. Phim đấy xem buồn ngủ thật. Cũng không phải siêu anh hùng lắm. Tại vì là hôm ấy tao đã đi kỳ vọng để xem phim siêu anh hùng cơ, thì xem cái đấy buồn ngủ phết. Đấy nghĩa là bây giờ cả Batman tao cũng chả xem. Batman đánh nhau với người nhện thì có khi tao cũng chả xem. Có đấy, không nói như thế đâu. Bây giờ nhá, bây giờ cái meta siêu anh hùng ấy, nó phải kiểu The Boy ấy, nó phải Invincible cơ. Quay trở lại với vũ trụ nhện thì nếu mà nó là vũ trụ nhện thì em sẽ thích là phải có người nhện. Nghĩa là nó sẽ là người nhện 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xong rồi mỗi phần đánh nhau với một thằng thì ok, thì em chả quan tâm thằng phản diện nó là cốt truyện ra sao, tại sao nó có sức mạnh. Madam Web thì cũng có một tí khu vé. Thì đấy, đây là cái vấn đề về nhân vật đi. Còn vấn đề kịch bản phim này thì chắc là phải chấm âm mẹ nó vô cực mất. Nó đúng là kiểu trẻ con mẫu giáo viết ấy. Một kẻ ác rất mạnh xuất hiện này, một nhân vật chính vô tình vướng vào trận chiến với kẻ ác, nhân vật chính xử lý kẻ ác hết phim, thì nó đúng là kiểu dập khuôn mà đúng là người ta áp dụng vào từ năm 90 ấy. Mà nếu anh không biết ấy, thì cái kịch bản này được viết bởi biên kịch của Morbius. Thì đúng ra là trước khi em đi xem em phải check cái này trước. Kiểu mẹ biên kịch của Morbius thì hay là họ cố tình làm dở. Cố tình làm dở. Echo à? Họ echo chờ nổ vũ. Hostile. Họ chờ nổ vũ à? Hay là họ kiểu ta làm 10 phim dở. Đúng phim 11 tao cho người nhẹ đánh nhau với 10 thằng tao vừa giới thiệu. Ok. Đấy. Mà nhá, cái kịch bản vớ vẩn đi cũng được. Ok không sao. Mình ra xem giả để xem đánh nhau. Này chả đánh nhau. Mà từ phim đầu phim đến cuối phim cứ đuổi nhau, cứ kiểu Tom Jerry ấy. Đấy. Chỉ cứ thế thôi, đánh nhau thì chả thấy gì. Thậm chí nhá, chạy. Tom Jerry nó còn hài. Thậm chí Tom Jerry cũng có đánh nhau. Mà phim này đéo có, phải bực quá. Kiểu cái phim nó cũng chỉ thế thôi, Madam Web thì có cái sức mạnh gì đâu, đúng không?
mỗi khả năng là tiên tri, rồi bảo đấm nhau thì cũng khó. Cái cấn của anh nhất ấy là cái thằng phản diện ấy. Từ đầu phim xuất hiện chỉ kiểu là tao đây để làm kẻ ác và tao sẽ giết người rất nhiều. Mày biết thế được rồi. Xong rồi anh không hiểu vì sao năm 2024 rồi mà vẫn có thể tạo ra một phản diện kiểu đấy. Trong khi nhé, Trấn Thành còn tạo ra được một nhân vật có câu chuyện đàng hoàng thì mấy ông Hollywood lại tạo ra phản diện kiểu cho Madame Web kiểu bất não. Nhì. Vô chi đấy. Nó mang tiếng, nó mạnh như người nhện. Ừ. Nó có sức mạnh của nhện, nó cũng được cắn, người nhện cắn. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà tơm ấy, toàn chạy bộ. Đấy, xong rồi có mỗi bà đốc sinh thôi. Mặt bà đốc sinh chả có sức mạnh gì. Với xong rồi có một bà già thì gọi là cũng hoa mắt. Ừ. Hoa mắt nhìn nào ảnh đấy. Thế mà không đổi được, không đánh được. Bực quá, cứ nói lại bực. Sau nhá, lại còn phim này còn cứ cố chèn chèn với cái hình người nhện vào ấy. Nào là bác Ben, là bố của Peter. Kiểu nó là fan service nhưng mà ví dụ như là họ bán cho mình một cái bánh bị ôi thiêu ấy, thì họ có cho thịt bò Wagyu vào đấy hoặc là họ cho trứng dời, trứng đà điểu nữa thì mình ăn thì mình cũng thấy không ngon ấy. Mà mình thấy là kiểu bị tức ấy, đúng không? Thà ông làm bánh mì ngon xong rồi ông cho thịt bò bình thường hoặc là cho trứng bình thường ngon ngon hơn. Về mặt diễn xuất ấy thì tất nhiên là không đánh giá cao. Nhưng mà phải nói là có sự cố gắng từ ba cô học sinh. Dakota Johnson thì anh cứ xem thấy là hơi đơ. Mà đơ từ cái hồi 50 sắc thái rồi. Nhưng mà chị nhiều khu. Khu đó, chị khu. Nhìn khu cũng được. Ừ. Mà thậm chí nhá, cả ba chị kia cũng nhiều khu. Nhiều khu. Cũng nhiều khu. Công nhận phim này nhiều khu thật. Mà khu đã được kiểm chứng rồi. Đã được kiểm chứng. Đã được kiểm chứng rồi. Nói chung là điểm mạnh. Điểm mạnh duy nhất của Madame Web là bốn chị xinh. Còn ngoài ra thì phim chả có gì. Kịch bản âm vô cực, phản diện tào lao. So với Mobius nhá, có khi Mobius còn thắng. Mobius 10. Mobius 10. Còn phim này chỉ có 9 thôi. Thế thì tệ lắm đấy. Chấm điểm phim này nhá. The Marvel. Mày biết là The Marvel còn hay hơn á. The Marvel hay hơn nhiều phim mà. Thế phim gì? Phải so thành cái phim gì bây giờ? Chắc cũng chỉ so được với Mobius thôi. Mobius. Mobius khổ thế nhở. Cứ bị đem ra mãi thôi. Okay. It's Madame Web time. Tiếp theo chúng ta nói về phim Việt Nam đi, phim Gặp Lại Chị Bầu. Một bộ phim Việt đánh giá là rất cứng, dám đối đầu trực tiếp với phim Mai của Trấn Thành. Tất cả phim khác nhá, gặp phim Mai lùi lịch chiếu luôn. Thì sợ Gặp luôn. Lại Chị Bầu là cái phim Việt duy nhất vẫn quyết tâm trụ lại đối đầu trực tiếp với Mai. Và đây là đời thật chứ không phải là anime, nên là Gặp Lại Chị Bầu thua Mai là một điều chắc chắn rồi. Nhưng mà phim vẫn có doanh thu khổng lồ do có sự góp mặt của hai cái tên nhiều fan không kém Trấn Thành là vợ chồng anh Tú và Diệu Nhi. Về nội dung thì phim này có một chủ đề mà chắc chắn là không ai xem trailer mà đoán ra được là xuyên không. Thì nhân vật chính là anh Tú ấy, đã vô tình xuyên không vào năm 97. Ở đây thì có một cuộc sống mới này và có một chuyện tình với nữ chính thủ vai bởi Diệu Nhi. Nghe ảo phết. Ảo không? Đúng không? Kể lại nghe ảo em phết. Em đố mà ông nào mà nhìn cái tiêu đề Gặp Lại Chị Bầu mà biết đây là phim xuyên không đấy. Việt Nam bây giờ còn làm cả phim xuyên không. Xuyên không. Nhưng mà may mắn là em thấy là phim này chỉ lấy cái xuyên không để làm cái gốc thôi. Nhưng thực ra là nó vẫn là câu chuyện về chuyện tình cảm. Tuy nhiên là cái bối cảnh của phim sau khi xuyên không ấy, nó là về năm 97. Thế trong phim này em cảm giác nó không cũ lắm, không cổ lắm ấy. Cảm giác như 2017. Như đúng thật là như 2017. Thôi, đã thế nhá, kịch bản còn lục củng, bố cục rời rạc, cắt ghép kiểu gì mà cảm giác như xem từng đoạn ngắn một ấy, chứ nó không phải là một bộ phim gộp vào ấy. Nói chung là ngay từ đầu thì anh thấy là cái phim này cũng khó mà hay theo kiểu là một phim có nhiều giá trị được. Họ chắc là chỉ tận dụng anh Tú và Diệu Nhi để lôi kéo khán giả ra rạp thôi. Và cái phim này thì cũng đúng thật là không làm anh thất vọng trong việc là không kỳ vọng cái gì. Nó vẫn là câu chuyện phim Việt muôn thuở thôi, như bao phim Việt trước khác. Thậm chí là cái tên cũng phải đá một tí, cua lại vợ bầu. Thì khá là khó để khen hay với phim này được. Em thấy phim này cũng không phải đến nỗi siêu tệ. Nó vẫn có cảm xúc, vẫn xem được. Kiểu xem không bị bực như cái hồi mà em xem Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu ấy. Đấy, phim đấy cũng có Diệu Nhi. Nhưng mà xem phim đấy em bực lắm. Đúng, phim đấy thì khá là bực. Tại vì nó bị mình xem cảm giác hơi bị coi thường. Nó lại không đủ sức cho phim chiếu rạp ấy. Còn quá nhiều điểm yếu. Mà nếu đặt lên màn cơn điện ảnh thì rõ ràng là không đủ. Anh thấy là nhìn cái góc quay là biết là cái phim này là để chất lượng YouTube, nghĩa là chất lượng hơn Pháp TV một tí. Được cái là anh thấy là phim này diễn xuất ok. Thực ra thì anh Tú thì anh cảm thấy là anh này cần nhất là cái giọng. Lúc mà diễn thì nghe nó không biến hóa lắm, nó cứ hơi bị thô, kiểu không có sự tự nhiên ấy. Còn về Diệu Nhi thì trong phim này anh thấy có sự thay đổi khá là rõ rệt. Lần đầu tiên này không vào vai một cô gái mà tương tưởng Tấu Hài, đánh giá là khá ok. Không thực sự không có gì để chê như là trong Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu. Tóm lại thì Gặp Lại Chị Bầu có một chút đổi mới về chủ đề nhưng mà vẫn cảm giác là không ăn thua. Giữa ơn cuối phim thì lại đâu vào đấy, vẫn cơ bản là một bộ phim Việt Nam. Tuy nhiên thì nó cũng không đến mức xem bị bực bội như kiểu là Người Mặt Trời. Chấm điểm phim này đi. Chị đẹp.
Chị đẹp đập đầu dậy sóng. Chị đẹp đập đầu dậy sóng. Ừ. Em tự nhiên dám đứng đầu với sóng đó. Dám đứng đầu với Trấn Thành. Đúng rồi, chính xác. Đứng đầu Trấn Thành là rất hay đấy. Và đó là những ý kiến mà không ai hỏi của chúng tôi về các bộ phim Tết. Còn một bộ phim mà bỗng nổi lên như một hiện tượng là Đào phở piano. Thì chúng tôi sẽ xem, và nếu các bạn muốn chúng tôi review phim này thì hãy comment ở bên dưới. Tôi là Vui Vẻ. Và tôi là Xe. Chúc các bạn một ngày. Ok.